một cái tiệc Giáng sinh diễn ra tại Fullerton mà đã bị biến giống lại giống như thành một cái tiệc mà tiệc đám ma vậy đó, bởi vì là đã khiến cho hàng chục người thiệt mạng vì ngộ độc rượu và hơn 300 người phải cấp cứu khẩn cấp trong cái bệnh viện địa phương. Sau đây thì anh Ngọc Trọng sẽ gửi tới quý vị cái phần chi tiết. Thưa quý vị, là những cái nạn nhân đó đã bắt đầu bệnh cái tuần vừa rồi ở cái vùng Laguna và Quezon, tức là hai cái tỉnh miền nam của Manila, tức là thủ đô của Philippines, sau khi uống một cái loại rượu mà họ pha chế gọi là Lambanok, nhưng mà được làm bằng cái dừa đó thưa quý vị, dừa trái coconut đó, và rượu được pha chế, nhưng mà có thể là những cái rượu đó nó không có an toàn. Chúng ta mới biết ở những cái nước như chưa được tân tiến lắm, Indonesia hay là Philippines, nói chung kể cả Việt Nam, thì thường họ cũng làm ẩu lắm. Thành ra là có thể cái đó nó không có an toàn, nhưng mà họ vẫn pha và người ta uống ào ào. Thì các nhân viên y tế mới cho biết là cái đây là đúng, cái này là dịp lễ ăn mừng đây. Cái mùa đây là lẽ ra là một cái party rất vui đây, nhưng mà bây giờ trở thành một cái thảm cảnh mà người ta sẽ không bao giờ quên được. Tức là những người bị nạn trong đó thì rất nhiều người. Họ nói là đây là cái thời gian mà lẽ ra trao quà nhau để vui vẻ, nhưng mà bây giờ thì những người uống đã bị bệnh nhiều và nhiều người mất mạng, cũng như những người phải vào nhà thương. Thì cái ly cơ này họ nói đó, cái loại rượu này được chế từ một cái nhà máy mà ở địa phương, cho nên là cái ông chủ của cái xưởng máy đó, cái xưởng chế tạo rượu đó, thì ông tin rằng là có thể là tại vì đúng là những cái thức uống đó nó đã bị nhiễm trùng, và ông ta đã tự động ông ta đến với chính quyền để báo cáo. Cho nên có lẽ vì vậy mà ông ta, theo cảnh sát nói bây giờ ông ta chưa bị bắt, có thể cuộc điều tra còn đang tiếp tục. Nhưng mà cái viên mà chỉ huy trưởng cảnh sát là Rizan đó, thì ông nói là bây giờ ông này vẫn chưa bị bắt, nhưng mà Bộ Y tế còn đang collect, đang lấy tất cả những cái mẫu cũng như thử máu những người mà còn ở lại đó và đã uống đó, để coi có vấn đề gì không. Rồi cuộc điều tra thì tất nhiên nó còn tiếp tục, nhưng mà đó cũng là một cái để cho thấy là trong những cái tiệc, và bên Việt Nam lâu lâu chúng ta cũng đọc những cái tin đó, cả một cái làng nhiều khi cả trăm người bị ngộ độc chẳng, nó tức là bên Trung Quốc cũng vậy. Thành ra cái tình hình chung họ chưa có đặt nặng về vấn đề vệ sinh hay cả trong vấn đề ăn uống, thành ra nó có những cái tai nạn này lâu lâu nó vẫn xảy ra, thưa quý vị. Thì thực ra người ta, các giới trách của Fullerton họ cũng cho biết là cái ngộ độc cái loại rượu dừa Lambanok này nó thường xuyên diễn ra ở Fullerton, đặc biệt là cái loại rượu này thì người ta nói cho biết là có nhiều người dân Fullerton uống cái loại rượu này vào ngày sinh nhật, nhưng mà rất đông đảo những cái người Fullerton lại thích uống cái loại rượu dừa Lambanok này vào cái ngày lễ Giáng sinh. Và đây là một trong những nguyên nhân mà khiến cho rất là đông đảo, hơn 300 người phải nhập viện thưa quý vị, và ít nhất là 11 người đã được xác nhận là chính thức thiệt mạng. Người ta cũng nói là hồi năm ngoái 2018, cũng cái dịp lễ Giáng sinh, thì có 21 người cũng đã tử vong vì cái loại rượu này trong một cái lễ tiệc mà Giáng sinh của năm trước. Thì quý vị cũng biết rằng là cái loại rượu dừa Lambanok này đó là nó được sản xuất hầu như là được chưng cất tại gia, chứ đây không phải là loại rượu mà được sản xuất tại những cái cơ sở để làm rượu hay là như chúng ta thường có ở Hoa Kỳ mà chúng ta vẫn đi mua đó thưa quý vị, nó đã có dán nhãn được thông qua FDA rồi vân vân. Còn ở đây là những loại rượu mà người ta, một cái vị chủ nhân đó, tự cất tại gia, tự chế ra, xong cho rất là nhiều những cái chất phụ gia mà đôi khi chúng ta không biết là chất phụ gia gì. Người ta nói là ở cái bản tin, người ta nói thậm chí là có những người còn cho cả methanol vào trong cái loại rượu này nữa. Đúng thưa rồi. Quý vị, để uống cho nó thiệt là say đó, thiệt là phê đó. Thì thưa quý vị cũng biết là methanol cũng là một cái loại ma túy, gọi là chúng ta vẫn gọi là giống như ma túy đá, đúng không anh? Ma túy đá đó. Người ta cho cả ma túy đá vô luôn. Thì cái việc này nó đã dẫn tới nhiều khi thưa quý vị, đây chưa chắc đã phải là ngộ độc đâu, mà đây có thể là có khi còn bị gọi là overdose, bị quá liều ma túy nữa, chúng ta chưa biết được. Thì đó là một trong những cái tình hình mà diễn ra tại Fullerton trong ngày hôm nay. Và cũng rất là buồn là bởi vì đang là một cái tiệc Giáng sinh rất là happy, rất là vui, mọi người đang chúc tụng nhau như vậy với một cái loại rượu, thì rồi cuối cùng nó dẫn tới một cái bi kịch là tới mấy trăm người phải nhập viện và cũng hàng mười mấy người đã tử vong. Thì đây cũng là một cái bản tin mà chúng tôi cũng lưu tâm, nếu mà quý vị ngày mai ngày mốt là Giáng sinh tại Hoa Kỳ, thì nếu chúng ta cũng có đi dự tiệc rượu ở đâu đó thì cũng xin phải hết sức là cẩn trọng,
ăn uống, rồi những cái vấn đề về thực phẩm, về vệ sinh thực phẩm hoặc là đồ uống, quý vị cũng nên hết sức là lưu tâm. Và đặc biệt là quý vị phải lưu tâm cả cái vấn đề về DUI, tại vì là nếu như mà quý vị mà quá chén đó, lúc vui thì mọi người cũng cứ chúc tụng nhau thì chúng ta cũng vui lắm, thưa quý vị. Nhưng mà DUI, chúng ta đi về mà bị cảnh sát họ vào cái checkpoint đó, là chúng ta sẽ bị một cái record, mà cái đó nó sẽ rất là ảnh hưởng tới nhiều vấn đề sau này lắm, thưa quý vị.